Các bạn xem sơ đồ điện, nguyên lý hoạt động của phần nóng và phần lạnh máy lọc nước để dễ hiểu hơn. Đầu tiên, điện 220V được cấp qua phích cắm có bộ phận bảo vệ an toàn, cấp ra một nguồn dương và một nguồn âm. Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi chia sẻ cho các bạn biết nguyên lý hoạt động của máy lọc nước uống nóng lạnh 3 chế độ. Bây giờ tôi tiến lại gần cho các bạn dễ quan sát. Máy này là tủ cao hai cánh, cánh trên và cánh dưới. Ba chức năng. Chức năng làm nóng nước, làm lạnh nước và lấy nước sau lọc RO. Hai vòi lấy nước. Vòi bên trái lấy nước nóng, vòi bên phải lấy nước lạnh và nước thường. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong máy để biết nguyên lý hoạt động phần nóng và phần lạnh của máy. Máy này chúng tôi chưa gắn cái bộ lọc RO. Ở phần sau, tôi sẽ gắn bộ lọc RO vào và test thử máy cho các bạn tham khảo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để xem được video phần tiếp theo. Đây, tôi mở nắp ra cho các bạn dễ hình dung các thiết bị trong máy. Rồi, tôi đã tháo hẳn cái nắp che để các bạn dễ quan sát và hình dung hơn. Bây giờ tôi nói trước cái phần đường nước đi cho các bạn tham khảo. Nước sau lọc qua RO sẽ được cấp vào cái đường ống phi 6. Đây các bạn thấy. Nước được đưa lên trên. Chia T ra. Một bên là qua cái đường vòi nóng. Một bên qua cái đường vòi lạnh. Còn đường ở giữa là vòi lấy nước sau lọc RO nha các bạn. Nước nóng đây sẽ đi từ trên van khóa xuống dưới bình chứa thông qua ống dẫn này, đi xuống phía dưới. Đây, bình chứa nước làm nóng. Sau một thời gian đủ độ nóng, nước sẽ được cấp lên lại phía trên. Thì cái bình nóng này nó hoạt động theo chức năng, lát nữa tôi sẽ nói cho các bạn về cái phần điện. Ở dưới đây nó có cái điện trở làm nóng này, phía bên trong chúng ta không thể thấy được. Nước nóng sau khi được làm nóng sẽ đưa lên vòi, dẫn lên đây và đưa ra sử dụng. Chúng ta mở van ra là lấy nước nóng. Còn cái phần lạnh cũng tương tự. Đây, đường nước cấp vào van khóa này, đưa xuống phía dưới bình chứa. Bình chứa này làm lạnh nước, được bọc lớp bảo ôn. Đây, lớp này lớp xốp. Nó giữ nhiệt, không cho nhiệt thoát ra ngoài và giữ được lạnh lâu. Lạnh này sẽ được làm lạnh thông qua cái block phía trên. Thì lát nữa phần điện tôi nói cho các bạn luôn. Đây, nước sau một thời gian khoảng 15 tới 20 phút hoặc có thể 30 phút sẽ được làm lạnh và đưa lên trên lại, lên vòi lấy ra sử dụng. Nước thường thì không cần xuống bình chứa mà được cấp ra sử dụng luôn. Nước thường ngay chỗ cái van khóa này được cấp ra vòi. Vòi đây đưa lên trùng chung với cái vòi lạnh. Đó. Ở ngay chỗ cái đường cấp lên vòi của cái nước lạnh, chúng ta chia T ra. T này nó sẽ thông hơi, đưa nước dư xả bỏ xuống. Nước này nước hơi nên nó cũng không đáng kể. Và tương tự đường nước nóng cũng vậy. Chỗ đây sẽ có một cái tê hơi, xả nước xuống. Đây, đường nước chung với cái đường hơi của nước lạnh sẽ được xả bỏ đưa ra ngoài. Đây, ống thải này. Ống thải này sau này chúng tôi sẽ câu ra, đưa dẫn ra ngoài, thải bỏ. Và như vậy là tôi đã nói xong cái phần nguyên lý hoạt động của đường ống nước. Các bạn có thể hình dung. Các bạn tham khảo thêm sơ đồ tôi vẽ để trong phần link mô tả hoặc phía bên cạnh màn hình để tham khảo thêm. Nếu bạn nào có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới. Chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc cho các bạn. Bây giờ các bạn xem sơ đồ đường nước đi để có cái nhìn trực quan hơn. Ở đây mình chỉ nói sơ đồ đường nước từ sau lọc RO lên bình chứa nóng lạnh, được làm nóng và làm lạnh nước rồi lên vòi lấy nước ra sử dụng. Còn ở phần trước, nước trước lọc RO, các bạn có thể vào kênh để tìm xem.
mình đã nói ở một video trước. Thời lượng video có hạn nên mình không nói ở đây. Mình tập trung nói chi tiết về phần nóng và phần lạnh cho các bạn tham khảo. Nếu bạn nào có thắc mắc gì thì cứ để lại phần bình luận, chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc cho các bạn. Đầu tiên, nước sau lọc RO sẽ được cấp vào khóa nóng và khóa lạnh. Một bên đi vào khóa nóng trước, còn bên kia sẽ đi vào khóa lạnh. Và chúng ta cũng chia T ra cho khóa thường luôn. Nước từ khóa nóng tiếp tục được cấp vào bình chứa nước nóng. Tại đây, nước sẽ được làm nóng nước thông qua điện trở. Khi đủ nhiệt độ nóng, nước sẽ tự ngắt. Sau đó, nước được lấy lên vòi sử dụng. Vòi sử dụng chúng ta chia ra vòi nóng. Và nước bên khóa lạnh sẽ tiếp tục được đưa xuống bình chứa nước lạnh. Tại đây, thông qua cơ chế hoạt động của máy nén khí, đưa ga lạnh vào bình lạnh khoảng 15 tới 20 phút và cũng có thể là lâu hơn 30 phút, tùy theo độ lạnh chúng ta điều chỉnh nhanh hay chậm trên cái công tắc lạnh. Và nước sau khi làm lạnh sẽ được cấp lên vòi lạnh lấy ra sử dụng. Nước từ khóa thường cũng được lấy chung cấp vào vòi lạnh, lấy ra sử dụng chung với vòi lấy nước lạnh luôn. Và ở đường lấy nước nóng và đường lấy nước lạnh, chúng ta chia T ra, lấy đường hơi thoát ra ngoài, thải bỏ. Ở đây thì nước thải ra rất ít nên cũng không đáng kể. Đó, các bạn tham khảo sơ đồ này các bạn có thể hình dung dễ dàng hơn. Bây giờ tôi đi vào nói phần điện cho các bạn tham khảo. Điện thì đầu tiên được cấp nguồn thông qua phích cắm này. Phích cắm này có phần bảo vệ an toàn, sẽ đóng ngắt khi có sự cố va chạm hoặc là chập cháy, nó sẽ tự nhảy. Và chúng ta khắc phục xử lý sự cố xong thì chúng ta nhấn nút reset, nó sẽ cấp điện lại bình thường. Điện nguồn lên đây. Tôi sẽ để cái sơ đồ điện, phần nguyên lý hoạt động của điện cho các bạn tham khảo. Rồi, từ đây điện sẽ được đấu song song chia ra phích cắm. Hai dây này nè các bạn. Đó, xuống phía dưới có cái phích cắm này, dùng để cắm cho cái máy RO sau này chúng ta lắp, chúng ta cắm vào đây rất là tiện. Điện từ đây tiếp tục được cấp qua hai công tắc nóng và công tắc lạnh. Từ dây nguồn chúng ta chia ra. Hai dây này là qua công tắc đỏ này là làm nóng nước. Đây, lúc nãy tôi đã tháo ra. Và công tắc xanh là làm lạnh nước. Khi chúng ta tắt công tắc xanh thì phần lạnh sẽ không hoạt động, tương tự phần nóng. Tắt công tắc đỏ thì phần nóng không hoạt động. Đây, qua công tắc xong, điện được cấp tiếp xuống phía dưới phần nóng này. Dây được cấp xuống phía dưới, xuống dưới bình chứa. Và bình chứa này nó có hai công tắc nóng và công tắc nguội. Nóng có nghĩa là khi đủ nhiệt độ nóng thì cái điện này nó sẽ ngắt. Và tương tự ở phía dưới cũng vậy, giống như công tắc thôi, là khi nước nguội dưới 85 độ thì nó sẽ đóng điện và cái điện được đưa xuống cái điện trở, điện hoạt động thì sẽ làm nóng nước. Tương tự vậy, khi chúng ta không lấy nước, nước đủ độ nóng lên 95 độ thì điện nó tự ngắt, giúp bảo vệ an toàn cho cái nguồn điện. Tại sao ở đây có nhiều dây? 4 dây. 2 dây vào âm và dương. Đó, một dây cấp xuống điện trở, dây nóng. Tương tự dây nguội cũng cấp xuống điện trở luôn, 2 dây thì có đủ âm dương, điện trở mới hoạt động. Còn hai dây ra này là đi lên lại đèn báo. Đây, đèn báo phía bên trên này các bạn. Đèn báo nóng này. Nó cũng đơn giản, không có gì phức tạp. Thì các bạn xem sơ đồ các bạn dễ hình dung hơn. Phần điện của phần lạnh. Phần lạnh thì nó có thêm cái công tắc lạnh ở phía dưới. Nó khác một tí so với phần nóng. Đây. Nguồn. Từ nguồn vào chúng ta dẫn qua công tắc xanh là công tắc lạnh. Rồi, một dây sẽ tiếp tục đi xuống block. Trước khi đi xuống block thì nó qua cái công tắc lạnh này. Đó, dây lạnh xuống đây. Dây này chúng ta lấy dây nóng cho nó đảm bảo. Còn dây nguội thì chúng ta câu trực tiếp vào block và đưa ra nguồn luôn để lấy nguồn. Sau khi qua cái công tắc lạnh, nó sẽ đưa lên lại trên block.
Thì tôi nói cái phần công tắc lạnh này có một cái dây nó dò đưa vào cái bình chứa lạnh sẽ cắm xuống dưới. Khi nào đủ độ lạnh thì cái công tắc này ngắt, thì điện ngắt sẽ không được cấp lên cái block này nén khí. Cái bình chứa lạnh này nó khoảng 1 lít, còn bình chứa nóng thì nó khoảng 2 lít. Bình chứa lạnh này được bọc lớp xốp để giữ nhiệt, không cho nhiệt thất thoát và làm lạnh được lâu. Khi nguồn điện tắt, máy không hoạt động thì nước lạnh trong đây vẫn lạnh khoảng thời gian cho 4 đến 5 tiếng, hoặc có thể kéo dài đến 1 ngày chúng ta vẫn sử dụng được nước lạnh. Rồi, điện sau khi qua cái công tắc lạnh đưa cấp lên cái block nén khí. Block này hoạt động có chức năng là nén khí lên cái nhiệt độ áp suất cao. Khí sẽ được cấp qua cái dàn nóng phía sau rồi đưa ra cái phiên lọc, và nó sẽ hóa lỏng và nhiệt độ sẽ được đưa lạnh xuống nhiệt độ thường, rồi nó sẽ dẫn vô cái bình chứa nước lạnh đây, dẫn vô bình chứa nước lạnh và làm lạnh nước. Nhiệt độ ở đây thì nó sẽ xuống cái nhiệt độ lạnh, nó lạnh dần, nó thông qua cái khí cấp từ cái block đưa xuống. Cái công tắc này khi đủ nhiệt độ lạnh nó sẽ tự ngắt, và nhiệt độ chúng tôi chỉnh ở đây thông qua cái đầu dò đây, dò bên trong, thì khi nước xuống 16 độ thì công tắc này ngắt và điện không cấp lên block sẽ ngừng hoạt động đó. Và cái này cũng có thể điều chỉnh được là nhiệt độ thấp hơn, ví dụ 10 độ, nhưng chúng ta chỉnh 16 độ là hợp lý rồi. Nếu thấp quá thì cái bình chứa này nó sẽ đông đá và nước nó sẽ không ra, nên cái này chỉ là người sản xuất hoặc là người thợ mới điều chỉnh được, còn khách hàng sau này sẽ không điều chỉnh được vì chúng ta sẽ đóng nắp lại. Đó, nguyên lý hoạt động của phần lạnh nó chỉ vậy thôi. Các bạn xem sơ đồ điện, nguyên lý hoạt động của phần nóng và phần lạnh máy lọc nước để dễ hiểu hơn. Đầu tiên, điện 220V được cấp qua phích cắm có bộ phận bảo vệ an toàn, cấp ra một nguồn dương và một nguồn âm. Nguồn dương là màu đỏ, còn nguồn âm là màu đen. Ở đây tôi ký hiệu như vậy. Từ đây, chúng ta đấu song song ra nguồn dương và nguồn âm cho ổ cắm để sau này cấp nguồn cho máy RO hoạt động. Và từ dây dương, chúng ta tiếp tục đấu song song ra công tắc nóng và công tắc lạnh. Mục đích để đóng ngắt điện khi có sự cố, trước khi cấp điện qua cho các thiết bị hoạt động. Từ công tắc nóng, chúng ta cấp dây dương vào rờ le của bình chứa nước nóng, và dây âm cũng vào rờ le của bình chứa nước nóng luôn. Tại bình chứa nước nóng này có hai rờ le, một rờ le nóng khi nước đủ 95 độ sẽ tự ngắt, và một rờ le nguội khi nước xuống 85 độ thì điện tiếp tục cấp cho sợi đốt nóng. Sau hai rơ le này, điện cấp xuống tiếp cho sợi dây đốt ở phía dưới. Dây này đốt nóng làm nóng nước. Và khi dây đốt hoạt động thì cái đèn báo cũng hoạt động. Do đó chúng ta đấu điện song song cho đèn nóng luôn. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình đun nước nóng tôi sẽ nói ở một video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận được video đó. Tôi sẽ nói chi tiết hơn. Ở đây thời lượng có hạn, tôi tiếp tục qua phần khác. Dây điện dương chúng ta đấu sau công tắc lạnh qua cảm biến nhiệt. Cảm biến nhiệt này có chức năng khi nhiệt độ hạ thấp xuống 16 độ thì sẽ ngắt dòng điện, không cho block hoạt động. Từ cảm biến nhiệt chúng ta lấy điện dương cấp cho máy nén khí và một nguồn điện âm để máy nén khí hoạt động được. Khi máy nén khí hoạt động thì đèn báo xanh cũng hoạt động luôn, nó sẽ sáng. Do đó chúng ta đấu điện song song âm dương xuống đèn lạnh. Và phần khí của bộ phận làm lạnh sẽ hoạt động như sau. Từ máy nén khí, khí nén ở áp suất cao được đưa qua dàn nóng tản nhiệt và hóa lỏng, sau đó tiếp tục đi qua phiên lọc. Chất lỏng ở áp suất cao giảm xuống áp suất thấp và tiếp tục đi xuống bình chứa nước lạnh để làm lạnh nước. Chất lỏng sẽ chuyển hóa thành dạng khí và hồi lưu về máy nén khí thông qua ống đồng. Cứ như vậy nó sẽ hoạt động tuần hoàn từ máy nén khí đi một vòng qua bình lạnh và trở về lại máy nén khí. Giờ tôi nói lại các bạn tham khảo chi tiết hơn cái đường nén khí qua một lần nữa. Đây, block khi nén khí
cung cấp khí qua đường ống đồng. Đường ống đồng này là 6 ly, sẽ cấp qua cái dàn nóng phía sau. Dàn này còn gọi là dàn tản nhiệt. Đó các bạn thấy không, đưa xuống. Dàn tản nhiệt này là nó hít giắt. Và ống nó sẽ đi lại vào cái thiên lọc. Đây, cấp vào thiên lọc phía bên trong. Thiên lọc nè. Khí nén ở block được đưa qua dàn nóng, rồi tiếp tục qua cái thiên lọc. Từ áp suất cao giảm qua áp suất thấp, rồi được khóa lỏng đưa vào cái bình chứa nước lạnh. Đó, cái dây đồng này nó sẽ nhỏ hơn và nó làm lạnh tại đây. Trong quá trình làm lạnh có cái khí dư nó sẽ được hồi về thông qua ống đồng này. Ống đồng này tiếp tục dẫn từ lỏng, nó sẽ chuyển về khí, nó đưa về cái đường hồi của cái block nén khí này. Đường hồi phía bên trong thì chúng ta có thấy được. Và trên block này nó có một cái vị trí bơm ga. Đây, thông qua cái ti sạc ga. Thì khi nào mà nó thất thoát khí hoặc là ga hết thì chúng ta bơm ga vào đây. Thì thường thời gian nó cũng khá lâu, nó vài năm nó mới hết. Nguyên lý hoạt động cũng khá đơn giản. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới. Hoặc nếu các bạn có ý kiến đóng góp gì hay hơn thì cứ đóng góp, chúng tôi sẽ cải thiện ở những video sau. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video clip. Nhớ đăng ký kênh để nhận video phần 2. Chúng tôi sẽ test cái máy này